Rồi, xin chào tất cả mọi người. Thì sáng nay mình tiếp tục đi quay tiến độ dự án tại thành phố Tuy Hòa tháng 7 2024 mọi người. Thì tại chỗ tháng 6 mình đã quay, thì tiếp tục hôm nay tháng 7 mình quay xem thử tiến độ sau một tháng, thử tiến độ tới đâu rồi. Xin gì bức sen hồng, không biết là chuẩn bị sắp tới hay là giờ đang tháo dỡ mọi người. Hình như đã tháo dỡ rồi. À, vừa giờ mình lâu rồi mình chưa lại chỗ bãi trôn mình không, chương trình mất xuyên không. Và mùa này là mùa hè thì là mùa cao điểm du lịch cả nước luôn, trong đó có thành phố mình. Vì các đường phố Tuy Hòa và buổi chiều thì rất có du khách tại tham quan tại điểm thác Kim Phong cũng như các điểm du lịch tại tỉnh Phú Yên mình. Đây là nhà nghỉ Núi Nhạn của công tỉnh. Mình chạy ra quay dự án Kailas Palace City và dự án Laura Phú Yên mọi người. Con đường độc lập này cách đây khoảng 10 năm thì không có ai đi trên đường này hết cả, rất là hoang vắng. Nhưng sau 5 năm gần lại đây thì con đường này đã phát triển mạnh vào du lịch cũng như phát triển vào đường bộ con người luôn. Đây là dự án Kailas Palace City mọi người. Tại thì tháng này đã lắp thêm một số đèn chiếu sáng, rất đẹp luôn. Phía bên trong thì đã vẫn tiếp tục triển khai mọi người. Các bano quảng cáo này có chương trình giải đua xe đạp thành phố Tuy Hòa mở rộng lần thứ 3 hoặc 4 mọi người. Rồi, còn phía trước đây là dự án resort để cấp đêm sao Laura Phú Yên mọi người. Phía trước là phát triển xây hệ thống cây xanh rất là đẹp luôn. Phía bên trong đã có vẻ còn xem hết rồi, một số căn biệt thự rất đẹp luôn. Một số căn hộ tại đặc biệt là shop house này giá khoảng 10 mấy tỷ luôn mọi người. Nó cao. Resort này mức độ sang trọng đẳng cấp mà thấy ngang ngửa với Rosamba luôn rồi. Chủ yếu thua Rosamba chính là bán các hoạt động ba ngầm ở dưới bên kia phía biển đồ độc lập này. Bên trong các cái mặt thử rất đều luôn. Chủ yếu xây khách sạn cả đoạn này nữa là sao. Còn cái này là dự án resort bên biển Tuy Hòa thì
đã gia hạn 24 tháng thì không biết khi nào dự án sẽ triển khai lại đây. Tính ra các lô đất ven biển Tuy Hòa Độc Lập thì đã có chủ qua dự án rồi, chủ yếu là chủ tư khi nào triển khai dự án thôi. Của quy hoạch hiện tại thành phố Tuy Hòa thì thứ nhất vẫn là hệ thống công viên ven biển, cũng như con đường đi bộ cho ven biển cho người dân, không ảnh hưởng đến các hoạt động của người dân khi tắm biển. Bây giờ sẽ chạy lên đây qua dự án khác, tức là Chi Sanh, cho người xem. Là con đường số 14 thì thẳng lên sẽ qua đường sắt cao tốc Bắc Nam và giao đường Hiệu Thanh. Từ xe thì xe một tháng thì tiến độ dự án rất nhanh luôn, phần một phía bắc của dự án đã xây mà phần thô lên tầng thứ ba rồi. Sau khi phần phía nam đã thi công ốp nóc và chuẩn bị xây hoàn thiện thì phần phía bắc đã thi công tầng thứ ba tới rồi rồi. Nhưng mà sao dự án triển khai không thi công cùng một liền khối mà thi công đơn lẻ như này mọi người, cũng chưa rõ dự án triển khai như thế nào, là chắc xây đó xây nhà mẫu hoặc là đỡ dự đắp triển khai dự án khác và thời gian sau, mà cũng chưa đem rõ như thế nào đỡ dự án thời gian khi mong thì mình sẽ biết thông tin sẽ nói cho người biết. Còn phía đằng xe dự án triển khai gần xong rồi, rất đẹp luôn. Nhà nhìn giống như phong cách tại châu Âu mọi người. Cái này xây mặt lên cấp rất đẹp luôn. Trong đây chủ yếu còn thi công phần hoàn thiện bên trong nữa mọi người. Hoàn tráng luôn rồi, cơ bản như này là cái mai sát thì cơ bản đã gần xong rồi, rất đẹp luôn. Hệ thống lát vỉa hè đã thi công gần xong, như hóng đất xanh trước công viên các trang sắp hoa mọi người. Bên dự án khác tức là Chi Sanh là dự án làm ra phương cũng chưa triển khai. Giờ mình sẽ chạy thẳng, bây giờ mình sẽ chạy vào qua dự án bệnh viện sản nhi tỉnh Phương xem thử tiến độ tới đâu.
Hiện tại vẫn đang có mặt trên đường An Dương Vương, đoạn qua phường 9 thành phố Tuy Hòa. Anh chạy lên qua dự án để cho người xem. Dự án triển khai rất nhanh luôn. Hiện tại phần cáp bên ngoài đã cơ bản xong hết rồi, còn một số tầng dưới, tầng trên đã cáp từ bên ngoài xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ đổi dự án triển khai rất nhanh. Tiến độ như thế này thì nên cho sẽ hoàn thiện thôi, hy vọng dự án sẽ hoàn thiện đúng tiến độ để đưa vào hoạt động, tại vì bờ dạng sẵn như cũ đã xuống cấp nặng nề rồi. Đó rồi, thì sớm nhất mình có bay tiến độ các dự án lớn Tuy Hòa tháng 7 hoặc 4 mọi người. Thì clip của mình đây hết. Rồi, chào tất cả mọi người nha. Bye.